Chào các bạn, như vậy là chúng ta đã làm xong cái phần insert một dữ liệu vào MySQL thông qua Rebase Statement như thế nào ha. Bây giờ chúng ta sẽ làm thao tác đó là thay đổi dữ liệu trong MySQL sử dụng Rebase Statement ha. Thì cách thức hoạt động nó ra sao chúng ta xem như sau. Vậy cách thức hoạt động của nó cũng thông qua các lệnh là update ha. Update các bảng nào đó và set các thông tin, thì các thông tin này cũng bằng dấu chấm hỏi ha. Vậy nhớ là các dấu chấm hỏi này cũng chạy, nó cũng chạy từ 1, em chú ý ha. Vì khi chúng ta dùng parameter như này thì bắt buộc chúng ta phải dùng rebase statement và chúng ta gắn các thông tin cho nó như này này. Đó. Chúng ta chú ý ở đây nó thứ tự khác nhau ha. Ở đây là mã này, chấm hỏi này. Vậy tên chứ, tên chấm hỏi, vậy suy ra tên là cái vị trí số 1 ha. À, tuổi chấm hỏi là vị trí số 2 và cuối cùng mã là vị trí số 3 chứ không phải là mã là số 1 ha. À, mã số 1 là sai nha. Và sau khi chúng ta gắn thông tin xong rồi. Đó, thì chúng ta sẽ gì? Gọi lệnh là sau khi gắn xong em sẽ gọi lệnh là SQL update ha. Cái lệnh SQL update này thì nó sẽ trả về một số dòng bị ảnh hưởng, tức là số dòng bị thay đổi trong cơ sở liệu. Vậy chúng ta có thể thông qua cái gì, cái lệnh SQL update này để chúng ta biết rằng là chúng ta cập nhật thành công hay thất bại ha. Tức là khi nào nó thành công, khi nào nó lớn hơn không, tức là thành công ha. Vậy để chi tiết quá trình hoạt động của nó xảy ra như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ làm một project để chúng ta demo cho phần này ha. Vậy em mở clip lên cho thầy, em tạo một cái project đặt tên cho thầy ha là bài 57. Đây. Em chọn tới bài 57 ha. Ok, bấm finish. Thì trong bài 57 này thì chúng ta cũng gì? New một cái folder cho thầy ha. Này, chọn list. Là ta chép cái thư viện từ bài 56 qua ha. Lấy này, máy cái này dán vô ha, cần đem về. Rồi ta tham chiếu vô build batch ha, add to build batch này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy hai cái bắc kịch từ bài 56 qua ha. Do đó những em nào chưa học bài 56 thì nhớ quay lại bài 56 để học. Chứ không tự nhiên nhảy vào bài 57 lại thắc mắc là không hiểu vì sao những cái lớp này ở đâu ra hay ha. Rồi chúng ta chọn bài 57, chúng ta vào project ha, property. Chọn adder, chọn UTF-8 mà cũng ok ha. Rồi, em test lại cho thầy admin control F11. Select có rồi này, insert có rồi này, vậy update ha. Update làm rất là nhanh nè, tại vì update chúng ta có màn hình insert đó gì. Vậy chúng ta dùng công nghệ cao ha. Ta phang luôn cái gì insert qua thôi, tức là bài này làm rất là nhanh, các coi ha. Giao diện không phải làm lại mà. Rồi em sẽ là new một cái màn hình. Nè, đặt cho thầy là update UI, được chưa? Rồi. Ta kế thừa từ một cái JRM ha. Ok này, rồi công nghệ cao thôi, ta đi tìm công nghệ cao thôi, insert đúng không? Đây, đây bộ đèn hết một cục này, yếu thứ này, ta cần C một cái, ta qua bên này, ta phang cần V cái, chỗ nào lỗi đâu, sửa này, insert tức là update, rồi đó xong rồi đó, bây giờ chúng ta viết cái sự kiện là leak cho cái trong main ha, leak vô cái chỉnh sửa này. Vậy cho là btn update đúng không? Bấm vào add event ha. Tìm là btn update add action này, new action listener ha. Vậy làm cái gì này đây? Ý chỉ này thôi, ta có thể cũng update UI đúng không? Rồi UI bằng new ta là màn hình update cho repair ha. Statement. Rồi. Rồi gọi lệnh sâu cái đi, nó hành tráng à. Sâu cái window đi. Rồi. Ta chạy lên tính sau này. Cần cho F1. Insert thì có chữ là màn hình insert cho repair statement ha. Bấm vào update này. Thì nó ghi là gì, màn hình update cho repair statement ha. Có bát qua đó. Vậy thì cái bước update này chúng ta làm như thế nào? Ta bấm sự kiện ha, ta vào cái update này, ta sửa cái phần lưu chỗ này, xóa đi thầy chỗ này này. Đó, nguyện này đúng không? Ta sửa lại này. Là update ha. Tài sản xét gì? Tên bằng chấm hỏi ha, ngày nhập
bằng chấm hỏi. Rồi. Số 5 khấu hao bằng chấm hỏi. Rồi gì nữa? Giá trị bằng chấm hỏi. Ngoe. Ngoe ha. Mã bằng chấm hỏi đúng không? Sợ có thử sai tên cột là chết luôn đó này. Tên coi từ này này. Tên đúng rồi. Ngày nhập đúng rồi, số 5 khấu hao đúng luôn, giá trị đúng luôn, mã đúng luôn. Rồi. Như vậy là chúng ta qua câu update là làm đúng rồi ha. Đó. Đấy là tên đi trước này, ngày nhập, số 5 tham khảo. Số 5 tham khảo là sao đúng là số 5 tham. Số 5 à khấu hao, số 5 khấu hao, không phải tham khảo đâu. Số 5 khấu hao bằng chấm hỏi. Giá trị chấm hỏi rồi. Ta phải làm ha. Ta nhớ set chỗ này này. Cũng re-statement nhưng chúng ta nhớ ha, vị trí là set số 1 là cái tên nhá, đưa lên này. Set tên. Là số 1. Sau đó set tới ngày nhập em thấy không? Ngày nhập này này. Ta đưa lên là số 2. À ngày nhập số 2 cho thầy ha. Đến số 5 khấu hao, đưa lại lên này. Là số 5 khấu hao chính là số 3. Và cuối cùng số 4 là cái mã. Hỏi giá trị đâu ta? À chưa, tôi còn cái mã nữa. À, 4 à. Là giá trị này. Cuối cùng về số 5 là mã. À tại vì 5 nằm cuối cùng ha. Tại trong hợp này này que mà. À, que mã bằng chấm hỏi. Còn nguyên cục này bằng chấm hỏi. Đây 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 đó thì ta là xét theo thứ tự ha. Tên số 1 là các em hiểu không? Ngày nhập số 2 này tại vì nó là số chấm hỏi thứ hai. À, số 5 khấu hao chấm hỏi tức là số 3 tại vì nó là vị trí số 3 ha. Tương tự giá trị nó vị trí số 4 thì suy nó là 4 ha. Đó. Và cuối cùng là mã chấm hỏi ở vị trí số 5. Đó. Thì nó là 5. Sau đó chúng ta sẽ gọi gì? Restatement.sqlupdate thì cái lệnh sqlupdate nó sẽ trả về cái giá trị mà giá trị này chính là số dòng bị chỉnh sửa ha. Thì chúng ta có thể dựa vào số dòng chỉnh sửa này để chúng ta biết được là cái thông tin đó được update thành công hay không. Vậy khi nào số dòng của nó trả về, kết quả nó trả về lớn hơn 0 tức là update thành công ha. Rồi bây giờ ta test thử ra chạy đúng không? Ở update này. Ta mở select lên ta ngó ha. Đây, trong select này chúng ta mở lên ta coi này. Cái mã tài sản là gì đây? Ví dụ tôi có ha, máy dò kim loại đi là tài sản 7 này. Sửa lại là máy dò kim loại mạ vàng. Được chưa? Ngày nhập 2016 ngày mùng 7 tháng 7, số 5 khấu hao là chuyển thành 95. Và giá trị của nó là 700 ha. À, không lưu ha. Nó báo là một sao báo thành chữ thêm. Nó à chúng ta chưa sửa đó, chưa sửa cái gì là thành là cập nhật thành công đó ha. Đây ta coi lại màn hình, ta bấm nó coi lại này. Select. Đấy, máy dò kim loại mạ vàng thấy không? 59 này và giá trị 1700 này. Đây chính là gì? Cập nhật tài sản mới, à, tài sản thành công ha. Cập nhật thông tin tài sản thành công. Đây. Như vậy là đến đây thầy đã hướng dẫn là các em biết cách sử dụng Repair Statement để chúng ta update cập nhật một cái thông tin trong cơ sở liệu máy SQL như thế nào ha. Nhưng mà để cách làm cũng giống như access với Excel server thôi, chúng ta dùng gì update này, bảng này set các thông tin ha. Và các parameter này chúng ta sẽ dùng bằng cái dấu chấm hỏi ha. Mà yêu cầu từ dấu chấm hỏi là nó sẽ chạy từ vị trí số 1. Chúng ta chú ý ha, cứ từ trái qua phải, chấm hỏi đầu tiên là số 1, nó cứ tăng dần lên như vậy đấy ha. Do đó trong cái bài này ta nhìn đừng có làm theo thói quen là mã số 1 là sai ha, tại vì mã ở đây chúng ta để ở cuối cùng này. Suy ra ta đếm theo thứ tự là một dấu chấm hỏi này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, suy ra chấm hỏi thứ 5 là mã. Thì đó là set string thứ 5 là mã ha. Và sau khi chúng ta set hết các thông tin rồi thì chúng ta sẽ gọi SQLupdate ha. Để dựa vào SQLupdate để biết được cái số dòng được ảnh hưởng nha.
Các em nhớ làm lại bài này ha, tại vì bài này nó rất là nhanh, tại vì chúng ta đã làm xong bài insert rồi thì update các thông tin giống như insert ha. Thì những em nào mà chưa làm bài 56 thì nhớ coi lại bài 56 để chúng ta lấy được cái phần là insert thông tin ra ha. Rồi các em nhớ làm lại bài này nhiều lần để hiểu rõ hơn. Chúc em thành công.